Tuy rằng nhiều chung cư hiện nay có bố trí lực lượng bảo vệ nhưng không phải là giải pháp an toàn nhất. Tình huống sau đây là một ví dụ. Vụ trộm xảy ra tại chung cư E-Home, đường Dương Đình Hội, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi được camera an ninh ghi lại. Dù có bảo vệ nhưng sơ hở chút, chiếc xe SH Mod biển số 59B141782 lọt vào mắt hai đối tượng. Một tên lê quay bẻ khóa không thành. Tiếp đến, tên đồng bọn lại tiếp tục tiến tới bẻ khóa thành công. Sau đó cả hai biến mất.